Hello cả nhà. Ủa sao tự nhiên cái like của mình bị tắt em không biết luôn. Nó đang vẻ ngon lành sao tự nhiên nó tắt đã mất tiêu rồi. Ok. Rồi sau khi xong đó thì em sẽ sử dụng cái cọ 3D. Em quét cái gel cho nó đều nè. Nhanh không mấy anh chị? Đó. Hết gel, không đủ gel thì mình có thể nhúng cây cọ vào trong cái chai gel của mình được luôn nha. Giờ này mới phát hiện là cái chai treo em nhúng được cây cọ 3D vô bên trong luôn á. Không có cần phải lấy ra ngoài. Rất là nhanh phải không? Đây nè. Em nhúng được cây cọ 3D vô nè, thấy chưa? Rồi sau đó mình tô. Wow, cái miệng chai nó cũng lợi hại ghê á, nhúng được nguyên cây cọ vô là nhanh quá rồi. Rồi, đó. Sau khi xong, ok. Keep it like that. And mình sẽ sử dụng clear đờ mình rắc lên nha. Chủ yếu của cái này á, là em thấy là mấy bên cái mí á, hai bên á. Hai bên cái mé này nè, cho nó đều. Với cái ở giữa mình rắc qua một cái nữa để cho nó đủ nó đủ glitter nó ăn vào á. Trời ơi, nó đẹp quá mấy anh chị. Hầu như là cái glitter này khách nào em rắc lên cũng mê hết á. Rồi sau đó cho hơi đèn. Có đẹp nha. Yes, bạn. Ý là cái hũ nó bự vậy mà mình còn bị rớt glitter ra một ít, mấy anh chị thấy không? Ly cái hũ bự nhất có thể luôn rồi đó. Rồi, sau đó mình sẽ dẹp cái này đi. Và ở đây mình lấy một cái cây nhíp hay gì đó để mình gấp cái con bướm bướm ra mình dán lên. Mẫu design này rất là nhanh và rất là dễ. Ở đây là em sẽ đi bướm bướm màu tím luôn nha. Để cho nó hợp với cái bộ móng. Ok. Rồi, đè cho nó mạnh tay xuống. Oh my god, I like it. Mình đi bướm bướm cũng là màu tím luôn, nhìn cho nó nhẹ nhàng và nó hợp với cái bộ móng đó. Ở dưới đây thì em có thể em đi một cái màu hơi xanh xanh tí xíu cũng được. Đây nè, để cho nó ra một cái khác nha ta. Bên này đi. Rồi, và một con bướm màu tím bên ngón tay này. Hai bàn tay sẽ là những con bướm khác nhau. Ok, I'll take the other one now. Qua bàn tay này em cho con bướm tím lên đây nha. Ok. Hai bàn tay thì mình có thể đi nhiều cái bướm màu khác nhau. Rồi ở đây nó ngoài thằng tím nó cũng có thằng hơi hơi hồng hồng tím tím mình bỏ lên luôn cũng được. Nhanh lắm. Bóc thảy cái bụp lên là xong à.
Năm nay là em rất là thích sticker, tại vì nó nhanh và nó dễ. Còn mình làm mình vẽ nó em thấy nó cực hơn. Okay, order one babe. Order one, missing one, pink one. Đó. Xong rồi nè, mọi người thấy dễ thương chưa? Okay. So sau khi xong thì mình sẽ đi cái top coat lên và em sử dụng matte top coat luôn nha. Okay, ngón hai cũng vậy. Và ngón cái cũng là matte top coat. Matte top coat ngón cái mình đã sơn rồi. Sau đó mình sẽ cho hơi đèn 30 giây. Và qua bàn tay bên này là hai ngón này nó đã khô, là đã xong hết rồi. Đó, mấy anh chị thấy nó đẹp chưa? Oh my god, cái glitter này đã quá cả nhà ơi, em mê gì đâu luôn á. Bên này mình dán xong hết rồi, giờ mình vuốt nó xuống cái trước khi mình top coat nó là xong. Lộn chỗ. Vuốt một cái cho nó gọn, cho nó không có bị mất xếp móng nè. Rồi sau đó sẽ cho hơi đèn 30 giây. Rất là nhanh. Đó, em xài cái này là cái này làm diamond dust nha mấy anh chị nha. Có tới 8 màu lận, ở đây là mình đang xài màu tím, một trong 8 màu. Đó, anh chị nào thích diamond dust sẽ cứ bỏ số điện thoại đi em gọi cho. Hồi bữa em xài hai màu đi chung nhau cũng đẹp lắm nè, nhìn sang lắm. Bữa nay là mình đang xài màu tím này. Ok, rồi em dọn dẹp cái rồi em cho mọi người coi bộ móng nó đẹp sao nha. Ok, bây giờ mình dẹp cái này đi. Và mình bỏ cái miếng khăn chụp hình lên. Miếng khăn này mấy anh chị mua chung, tụi em ship chung luôn. Nó 12 đồng cho một miếng nè. Ok, just this one. Because I like it, babe. It's so cute. It's so cute. Mọi người thích không? Cả nhà thích mẫu này không? Cả nhà ơi! Tắt đèn. I love the glitter. Đó. Đã chưa cả nhà? Đã chưa? Nổi cực kỳ không? Em mua rồi mà chưa thấy gửi. Chị Brenda ơi, chị mua nào? Tụi em đang gửi ra đó chị, cái này có ready để ship rồi đó. Xong không cần bỏ top lên hả? Dạ không chị, nó ra nó giống như là matte vậy đó, nó đẹp lắm. Không biết tả làm sao, nhưng mà nó ra như là matte vậy đó, nhìn đẹp lắm. Rồi đây. Đây, một bàn tay màu tím. Đây là một trong 7 màu của Diamond Dust nha mấy anh chị nha. Rồi, đẹp quá đẹp luôn á, em nhìn cái màu mà em mê luôn. Thank you mọi người đã dành thời gian theo dõi nè. Anh chị nào thích set diamond dust thì đem về liền và bỏ số điện thoại xuống để tụi em gọi cho cả nhà nhé. Trời ơi, nó chiếu nè. Đó. 82 đồng cho 7 màu, mình xài thoải mái luôn. Dạ sticker July 4 còn đơn nè. Dạ, thank you chị Tracy. Rồi, thank you mọi người đã dành thời gian theo dõi nha. Và hẹn gặp lại mấy anh chị ở video kế tiếp ngày mai. Mai em có khách tiếp. Và bye bye cả nhà. Chúc mấy anh chị một ngày làm việc vui vẻ nha.